một điểm dừng, nhiều dịch vụ phù hợp với phong cách sống hiện đại, tận tâm vì giá trị thật, đồng hành sẻ chia và có trách nhiệm với xã hội. Taco phát triển cùng đất nước. Bây giờ là 19 giờ. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự buổi tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình Thời sự tối nay, thứ tư ngày 10 tháng 8 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung chính sau đây. Phát huy trách nhiệm cao nhất, sử dụng hiệu quả nhất nguồn vốn hơn 730